Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh Top 5 của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn những cập nhật mới nhất về giá xe máy của hãng Honda trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2019. Theo ghi nhận mới nhất từ đại lý, đây là thời điểm giá xe Honda cơ bản giữ mức ổn định và có chiều hướng giảm nhẹ ở một số phiên bản. Theo thông tin mới nhất từ công ty Honda Việt Nam thì trong cuối năm 2019 và đầu năm 2020, Honda sẽ ra mắt rất nhiều các mẫu xe mới. Sớm nhất mà theo mình cập nhật được đó là hai chiếc xe khá hot hiện nay và giành được sự quan tâm của khách hàng rất là nhiều. Đó chính là Honda Win X 2019 mà rất nhiều video mình đã giới thiệu đến các bạn. Và một chiếc xe mới nữa là Honda SH phiên bản hoàn toàn mới các bạn cùng chờ đón. Sau đây thì mình sẽ cập nhật giá của từng dòng xe một để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một mẫu xe phù hợp nhất. Các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Đầu tiên là dòng xe số phổ thông. Đây là dòng xe có rất nhiều các mẫu tại đại lý và với số lượng hàng rất là nhiều luôn. Do là giá thành rẻ này và phù hợp với khu vực đồi núi như ở Lai Châu của mình. Chiếc xe số đầu tiên mà mình giới thiệu đến các bạn là chiếc xe Honda Way Alpha 110 2019. Đây tiếp tục là mẫu xe đứng đầu danh sách xe máy bán chạy nhất của Honda trong 5 tháng đầu năm 2019. Giá bán cụ thể như sau, các bạn có thể tham khảo. Honda Way Alpha 110 2019 phiên bản thường gồm các màu đen, đỏ, trắng, xanh dương và xanh lam có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký giữ ở mức là 17.500.000 đồng. Honda Way Alpha 110 2019 phiên bản màu xanh dương đậm mới có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký giữ ở mức là 17.800.000 đồng. Tiếp đến là mẫu xe Honda Blade 110 2019. Dòng xe này đang được khá nhiều khách hàng Việt lựa chọn bởi kiểu dáng này thể thao này, góc cạnh và nhiều màu sắc hấp dẫn, kể cả cách phối màu nhé, và tem xe cũng rất phù hợp ở phiên bản 2019. Cụ thể giá bán như sau. Honda Blade 110 2019 phiên bản tiêu chuẩn phanh cơ vành nan hoa gồm các màu đen, xanh đen, đỏ đen có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký giữ ở mức là 18 triệu đồng. Honda Blade 110 2019 phiên bản tiêu chuẩn phanh đĩa vành nan hoa thì có giá bán cao hơn là 19 triệu 200.000 đồng. Và Honda Blade 110 2019 phiên bản thể thao phanh đĩa vành đúc gồm các màu đen trắng đỏ, đỏ đen, xanh đen, trắng đen có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký giữ ở mức là 21 triệu đồng. Các bạn có thể tham khảo ở mẫu xe này. Tiếp theo là một mẫu xe số phổ thông nữa, Honda Way Rig FE 110 2019. Đây là dòng xe số mình đánh giá là đáng để lựa chọn. Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết cho một chiếc xe số phổ thông hiện nay. Bởi thiết kế đẹp này, động cơ vận hành thì bền bỉ và hoạt động khá là tốt. Giá bán cụ thể như sau. Honda Way Rig 110 2019 phiên bản phanh cơ vành nan hoa gồm các màu đen đỏ, đen xanh, đen trắng và đen xám có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là 21 triệu 400.000 đồng. Honda Way Alpha 110 2019 phiên bản phanh đĩa vành nan hoa cũng bao gồm các màu giống như phiên bản phanh cơ vành nan hoa, có giá bán hiện tại là 22 triệu 400.000 đồng. Honda Way Rig FE 110 2019 phiên bản phanh đĩa vành đúc có giá bán cao nhất là 24 triệu 400.000 đồng. Cuối cùng là dòng xe số của dòng xe số phổ thông là chiếc xe Honda Future 125 2019 với sự xuất hiện của rất nhiều các màu sắc mới này cũng như một số thay đổi về tem xe ở năm 2019 này cũng khiến cho mẫu xe trở nên thu hút khách hàng hơn và giá bán hiện tại theo mình cập nhật được là không có gì thay đổi cả so với phiên bản năm 2018. Các bạn có thể tham khảo ở mẫu xe này. Honda Future 125 2019 phiên bản phanh đĩa vành nan hoa gồm các màu đen đỏ và đỏ đen thì có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là 30 triệu 500.000 đồng. Honda Future 125 FE 2019 phiên bản phanh đĩa vành đúc thì có giá bán hiện tại cao hơn khoảng 1 triệu đồng là 31 triệu 500.000 đồng. Tùy theo từng hôm, từng buổi, từng tuần thì sẽ có giá bán chênh lệch khác nhau nhé. Các bạn có thể tham khảo ở nội dung này. Có thể nói thì dòng xe số của Honda luôn giành được sự tin yêu và đón nhận của khách hàng Việt trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là các 4 mẫu xe mình giới thiệu với các bạn vừa rồi đều luôn có nhiều hàng tại đại lý luôn, rất nhiều các màu sắc và rất là phù hợp với địa hình nhé, ở khu vực miền núi mình. Tiếp đến là dòng xe côn tay. Hiện đại lý cũng chỉ có một mẫu xe là Honda Winner 150 2018 mà mình đã giới thiệu đến các bạn với cả hai phiên bản. Và hiện nay anh em nào mà đón chờ phiên bản mới Winner X 2019 thì cố gắng đợi thêm một chút nữa thôi. Cách chỉ khoảng từ 1 tuần nữa đến 2 tuần nữa thôi thì mẫu xe này chắc chắn sẽ ra mắt trên toàn quốc đến các bạn. Và hiện ngày 24 tháng 5 vừa rồi, theo như mình đã giới thiệu ở một số video ấy, thì hãng Honda đã ra mắt mẫu xe này rồi, nhưng chỉ ra mắt nội bộ giữa công ty và các đại lý thôi. Nếu anh em nào mà đang quan tâm tới mẫu xe này ấy, thì cứ tin tưởng vào Top 5 mình sẽ không làm thất vọng các bạn đâu. Các bạn tin tưởng mẫu xe Winner X này sẽ thay đổi hoàn toàn giống như những gì mà mình thông tin đến các bạn. Các bạn có thể tham khảo và mình cung cấp giá bán của phiên bản Winner 150 2018 như sau. Honda Winner 150 2018 phiên bản thể thao gồm các màu
xanh trắng, đỏ đen, trắng đen, vàng đen, có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký giữ ở mức là 39.800.000 đồng. Honda Winner 150 2018 phiên bản cao cấp màu đen vàng đồng thì có giá bán cao hơn một chút là giữ ở mức là 41.900.000 đồng. Đây là phiên bản nâng cấp năm 2019, các bạn có thể tham khảo. Theo như mình cập nhật được thì ở khu vực miền Nam ấy, đặc biệt là một số đại lý ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì mức giá của Honda Winner đang tiếp tục tăng, dao động ở mức là 44.500.000 đồng đến 45.500.000 đồng tùy từng phiên bản và màu sắc. Theo mình nghĩ thì tuy Honda có thiết kế được cho là có phần kém hơn một số dòng xe hãng xe máy khác trên cả nước hiện nay, nhưng với sự tiện dụng này, cần thiết và phù hợp đối với đường xá và điều kiện sử dụng của người Việt ấy, thì những chiếc xe Honda vẫn luôn được khách hàng Việt đón nhận rất nhiều, đặc biệt là trong trước các năm trước đây cũng vậy, và đến thời điểm hiện tại thì những chiếc xe Honda luôn được đón nhận, các bạn có thể tham khảo. Và cuối cùng là dòng xe Tayga của hãng Honda với rất nhiều các mẫu xe khác nhau luôn. Hiện mẫu xe Tayga của hãng Honda ấy, gần như thống trị thị trường xe máy Việt Nam luôn. Từng mẫu xe ở từng phân khúc ấy, luôn được đón nhận rất là nhiều. Đầu tiên là chiếc xe số 1 của Honda ở phân khúc xe Tayga chính là chiếc xe Honda Vision 110 2019. Honda Vision 110 2019 ở phiên bản là các phiên bản tiêu chuẩn của phiên bản cao cấp và đặc biệt ấy, luôn dẫn đầu về doanh số trong suốt những năm vừa qua. Mới đây thì chỉ có chiếc xe Honda Way 110 2019 Way Alpha nhé thì có đã tranh cái mức vị trí số 1 của Honda Vision rồi. Tuy nhiên thì phân khúc này ấy, thì Honda Vision vẫn luôn là số 1 ở các dòng xe Tayga của hãng Honda với doanh số bán ra khá là cao, và cụ thể giá bán như sau các bạn có thể tham khảo. Honda Vision 110 2019 bản tiêu chuẩn nhé, không có triệu trang bị chìa khóa thông minh Smart Key thì có giá bán hiện tại là 31.500.000 đồng. Honda Vision 110 2019 phiên bản cao cấp có trang bị chìa khóa thông minh Smart Key gồm các màu như xanh lam lâu này, xanh lục lâu, đỏ nâu đen, vàng nâu đen, trắng nâu đen và màu đỏ thì có giá bán hiện tại là 32.500.000 đồng. Và Honda Vision 110 2019 phiên bản đặc biệt có trang bị chìa khóa thông minh Smart Key gồm các màu đen xám, trắng đen và hai màu mới là xanh lam lâu và xanh lục lâu thì có giá bán hiện tại cao nhất là 34.000.000 đồng. Tiếp đến là mẫu xe Honda Lead 125 2018. Đây là mẫu xe của các chị em công sở và văn phòng lựa chọn rất là nhiều ấy, bởi tính năng ưu việt của nó như là cốp đựng đồ thì rộng nhất các dòng xe máy hiện nay hay các trang bị hiện đại của các dòng xe Tayga hiện nay, thì cụ thể giá bán như sau, mình cập nhật để gửi đến các bạn này. Honda Lead 125 2018 phiên bản tiêu chuẩn thì có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký giữ ở mức là 38.000.000 đồng. Honda Lead 125 2018 phiên bản cao cấp gồm các màu đen nâu bạc, đỏ nâu bạc, vàng nâu bạc, xanh lâu, vàng nâu, trắng nâu có giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký là 40.500.000 đồng. Và chiếc xe Honda Lead 125 2018 phiên bản kỷ niệm 20 năm màu đen mờ thì có giá bán cao nhất hiện tại là 40.900.000 đồng, một mức giá khá phù hợp cho một chiếc xe Tayga dành cho chị em phụ nữ. Tiếp đến là một chiếc xe Tayga của gia đình Honda Airblade 125 2019. Đây cũng là mẫu xe được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn hiện nay luôn. Và giá bán của mẫu xe này thì đã hiện tại thì cũng cơ bản có một mức giá giảm hơn so với những tháng trước đây. Cụ thể như sau các bạn có thể tham khảo. Honda Airblade 125 2019 phiên bản tiêu chuẩn gồm các màu bạc đen, đỏ đen, đen trắng, xanh đen có giá bán hiện tại chưa gồm đăng ký là 40.200.000 đồng. Honda Airblade 125 2019 nhé, phiên bản cao cấp gồm các màu đen bạc, bạc đen, xanh bạc đen và đỏ bạc đen ấy thì có giá bán hiện tại là 42.200.000 đồng. Honda Airblade 125 2019 phiên bản sơn tử tính màu xám đen, và hiện tại chỉ còn màu xám đen thôi, thì có giá bán hiện tại là 43.200.000 đồng. Và Honda Airblade 2019 phiên bản đặc biệt màu đen đỏ thì có giá bán hiện tại cao nhất là 45.000.000 đồng, một mức giá khá là tốt, hiện nay đã giảm hơn rất nhiều so với những tháng trước đây. Cuối cùng ở dòng xe Tayga là hai mẫu xe Honda SH và SH1, SH125 và 150. Mình sẽ giới thiệu từng dòng xe một để các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên là chiếc xe Honda SH1 125 2019. Mẫu xe này mới được trang bị hệ thống phanh ABS ở năm 2019 nên cũng làm cho các chị em, đặc biệt là các chị em nhé, rất là yêu thích mẫu xe này luôn. Và những trang bị hiện đại trên mẫu xe này nữa cũng đáng để lựa chọn ở thời điểm hiện tại. Honda SH1 này 2019 phiên bản thời trang phanh CPS gồm các màu vàng nâu, trắng nâu, xanh nâu có giá bán hiện tại đang dao động ở mức là 59.000.000 đến 60.000.000 đồng thôi. Honda SH1 2019 phiên bản thời trang phanh ABS gồm các màu tương tự như phiên bản phanh CPS có giá bán hiện tại dao động từ 64.000 đến 65.000.000 đồng. Honda SH1 2019 phiên bản cá tính trang bị phanh ABS gồm các màu trắng sứ, đỏ đậm, bạc mờ dao động ở mức 67.000 đến 68.000.000 đồng, một mức giá khá là tốt.
Và hiện nay mới nhất thì Honda SH1-2019 mới ra mắt thêm một số cái màu mới thì giá bán cơ bản cũng giữ mức khoảng tầm từ 68 đến 69 triệu đồng mà thôi. Các bạn có thể tham khảo ở vấn đề này. Tiếp đến là hai dòng xe SH125 và SH150. Cụ thể giá bán như sau. SH125i CPS có giá bán hiện tại là 77 đến 78 triệu đồng. Honda SH125i phanh APS thì có giá bán hiện tại dao động trong khoảng từ 84 đến 85 triệu đồng. Honda SH150i phanh CPS có giá bán hiện tại dao động trong khoảng từ 92 đến 93 triệu đồng. SH150i phanh CS màu đen mờ năm 2019 mới thì có giá bán hiện tại là 93 triệu 500 nghìn đồng. Honda SH150i phanh CPS có giá bán hiện tại dao động ở mức là 104 đến 105 triệu đồng. Và Honda SH150i phanh APS màu đen mờ mới năm 2019 có giá bán hiện tại cao nhất là 105 triệu 500 nghìn đồng. Mức giá trên như mình cũng đã nói đấy, mình cập nhật tại đại lý ở tỉnh Lai Châu thôi. Các đại lý khác trên toàn quốc ấy, thì sẽ có giá bán chênh lệch khác nhau này, tùy theo từng đại lý, tùy từng vùng miền, hoặc có thể tùy theo từng ngày, từng tuần thì sẽ có mức giá bán khác nhau. Các bạn liên hệ đại lý gần nhất nhé, ở địa phương các bạn ấy, để có mức giá bán chính xác nhất. Mức giá mình đưa ra là căn cứ đấy, để các bạn có thể so sánh này và tham khảo để lựa chọn cho mình một mẫu xe phù hợp nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.